đang ở thế giới nội thất Hòa Phát này. Địa chỉ là ở cửa hàng Như Quỳnh, 140 Trường Chinh, Tân Bình. À, để đang quay mấy ghế này làm bàn học, thấy cái ghế này thấy hay này, của Hòa Phát này. Đó, ok. Giá này mình đang bán bao nhiêu anh? 380 à. Đấy, còn cái ghế này, ghế đen này thì nhiêu? 500 à. Ok. Vậy mình sẽ lấy cái ghế này đi. Vậy em lấy ghế này đi nha. Đây. Đó. Đấy. Ok, đây, bóc ra cho có xem. Đầy đủ lại ghế, đây cái ghế này mà để ngồi. Đây là bộ ghế gì, Thái Công Học này, ghế nào ta? Đây hả? 3.8 cái. Ghế Thái Công Học. Đây. Để em thấy nha. Bên này. À, kéo không ngay chỗ anh trên á. À, rồi kéo ra, rồi anh dựa vô đi. Dựa vô, đúng rồi. Đó, dựa hết vô. Có đồ gác chân nữa, kéo ra. Giữ đi nha, giữ nè. Đây nè. Kéo hẳn ra luôn. Rồi, mẹ lên. Ba triệu mấy anh? 3.8 giờ ấy rồi. Ok. Có cái ghế mà nó bắt cái mà đến mấy triệu là cái nào? Cái mà như trên bàn nó bắt có cái cả mấy chục triệu. Đây này là cũng có luôn. Như cái ghế trên bàn nó 8.5 á. Cái màu đỏ đấy hả? Không, cái này mà. Cái đen kia hả? Là 8.5 hả? 8.5. À, ok. Đấy. 8.5 đó. Đó, bằng nào có gần địa chỉ Trường Chinh á, đó em có quay địa chỉ rồi. Đã ha. Chết đấy. À, xoay rồi. Cái ghế này nó xịn không? Đó, tiền nào của ấy. Ôi, mình mua ghế này được rồi. Ghế này ngồi được, ok rồi. 3 triệu mấy được rồi. Được ạ, để mấy bữa nữa cái mua con này là về để ngồi làm việc. Không cái bị. Cái này là ít. Này ngồi êm hơn. Ok. Rồi, kết thúc đây. Rồi, đó, địa chỉ cửa hàng ở đây. Để kiếm tiền. Đây. Các cái đi. Đây. Đó, nhìn nhớ. Đề qua đó là của Hòa Phát á. Đó, đây, văn phòng đây. Dạ. Ok. Rồi bây giờ em là quay ngắn về đây cho các bác quay tham khảo thôi. Đây, bác nào gần Trường Chinh thì ghé đây mua, còn không thì có thể liên hệ số điện thoại để xem mẫu mã. Rồi xin chào, gặp lại các video tiếp theo. Mua về đây. Đó, mua là mua cho ông tướng này, ngồi đây. Đó, rồi pin mở ghế đây, pin nè. Đó. Thấy là đó, ông này ông phá một cái ghế đây. Một ghế là ông cắt làm banh hết ra đây, để một tấm pin năng lượng để ngồi đây. Cái ghế này cũng thế đây. Ông ngồi ông cào nát ra luôn. Đó, bây giờ là phải mua cái ghế bằng mặt nhựa này cho ông mới được. Đó, rồi, nè, rút ra nha. Nè, này. Rút này đây. Chắc thế. Chưa hết à. Rồi, đi lên mã ra pin ngồi cho nào. Mạnh đấy. Đó, lên. Rồi, ok. Rồi. Rồi, ngồi rồi bạn. Ừ, thoải mái không? Thoải mái hả? Ok. Đó. Đây. Chất liệu ghế này. Khá ok đấy. Nhựa chắc chắn này.
Đây, ghế này Hòa Pháp, mã là mã ghế này đi, ở chỗ này chứ, G30S. Đó. Chiều cao thì vẫn bằng mấy cái ghế này. Họ ông ngồi ông lấy cái bút chì ông cào cào hết cái ghế này, này. Hư hết. Ghế đệm này ngồi không được, phải cho ông ngồi ghế này. Còn ghế năng lượng này thì hạn chế. Em mình ngồi trải nghiệm, ngồi quay bọn nó học. Đó. Đây, ngồi ghế này sướng lắm nha. Êm. Thoải mái, ok. Đấy, bác nào em có để địa chỉ ở cái video, bác nào có thể gần chương trình thì tới địa chỉ để mua cái ghế này, thấy khá ok, giá hợp lý. Này nó cơ chế gấp, nó là gấp rút này, ống rút này. Quay một tay này hơi khó nhìn đây. Đó, cái ống rút này. Đó, không phải là gấp như cái ghế này cơ chế gấp ngang, cái này gấp rút, cảm giác chắc chắn hơn. Ok.